quá trời ơi, quá đẹp luôn. Con này chắc 3 ký quá. Hổ ngựa. Đây hổ ngựa nè. Hổ ngựa nè, bự này tính 200 thôi nè. Xe xưa bự này tính 300. À. Mua nhiều chứ không tăng nha chứ gì. Ồ, quá nhiều. Đúng rồi. Ngon dữ ta. Đây mình đặt lập chuột cái gì hả chú? Wow. Ôi nó đáy gì vậy? Ui. Cô cá chạch nữa nè. Đây. Wow. Ngon quá, đẹp quá nè. Thế giới đó đây hả? Làm như thế giới gì đâu. Sửa tướng lại cho đẹp gái được không? Rồi, quá đời đẹp gái luôn rồi. Đi chợ thấy ai cũng có cá nhiều hết. Chào cô. À buổi chiều mới nhiều. Nguyên một mâm tép đồng luôn. Cái này tép đủ dớn nè. Nguyên một thao cua luôn. Mùa nước là ở đây bà con làm nghề đặt lợp cua nè. Wow bự ha. Ồ, con này bự nè. Như mấy con bự cái vậy là mình bán được nhiêu một ký? 130, 140 một ký. Quá đã luôn. Ngon quá ha. Ôi ôi kìa. Quá. Thấy cô không có chốt nè. 250 Bên đây cô cá lóc kiến. Cá lóc kiến chị sẽ rất mỏng. Wow, nhìn. Này là khô đồng hết trơn ha cô. Đây. Cá đẹp thật lưới. Dằn lưới hoặc đổ cửa ngọt đồ ha, lộn xộn. Chặt cá tràng. Còn bên đây là cá khoai. Cá lóc, cá trê. Hôm nay chợ giờ này rất là đông luôn nè cô chú anh chị. Đây, bên đây chị bán chè nè cô chú anh chị. Chè trôi nước. Bông điên điển mà nó nở ra nhìn cái màu rất là đẹp luôn nè. Cái này là hẹ nước nè phải không cô? Hẹ nước. Ở Long An mình là đặc sản đó. Dạ dạ. Lựa là 80-90 ngàn ký. Cá lóc, ếch, cá rô, cá chốt, cá rô biển nè, cá sặc, cá thắt lát, đồng bự bự không à. Ồ, cá lóc vô chùi kìa. Dạ. Bên này là rau lá, đọt xài hay gì đó con? Và đọt xài non. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh ống kính đó đây nha. Các bạn thân mến, hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Vĩnh Hưng thuộc huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An. Hôm nay về dùng nước nổi của Vĩnh Hưng Long An, em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan một ngôi chợ bán rất là nhiều các cái loại cá đồng ở vùng đất Vĩnh Hưng. Đó là chợ Bào Sậy nha cô chú anh chị. Chợ Bào Sậy ngoài bán nhiều đặc sản cá đồng và ở đây còn bán các cái loại như là gắn, chuột rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là đỉnh điểm của mùa nước nổi. Trong cái lúc mà nước nó đang dâng á cô chú anh chị. Nước lũ cũng đang còn dâng, chưa có dấu hiệu rút. Thì em về đây quay cảnh cuộc sống bà con ở đây cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây, ở đây là cái khu vực cái bờ sông. Cái con sông phía trước chợ, phía sau chợ nè. Đó. Phía sau chợ thì có một cái con sông. Ở trên đây là, sau lưng em là một cái bến cá. Đó. Ở đây có chú buổi sáng đi chợ nè. Hình như là chú đặt lợp hay gì đó cô chú anh chị. Cây cầu này là để cho bà con
đem cá đâu lên bán nè, từ ở trong đồng ra hoặc là người ta đi thu mua cá đó cô chú anh chị. Ở đây thì có mấy cái ghe bà con sống ở trên sông luôn nè. Sáng nay ông trời cũng chuyển mưa cô chú anh chị. Ở trên bờ đây là cái khu chợ cá đêm, khu bờ kè này nè. Đó, ban đêm á là bà con xếp hàng hóa nè, cũng như là bán cá sỉ á. Ở đây có mấy cái xuồng vỏ của bà con sáng ngày người ta đi làm cá về nè cô chú anh chị. Đây mình đặt lập chuột cái gì hả chú? Đập ếch hả? Dạ. Giờ đem ba ếch lên bán hả chú? Dạ. Chú, cái con sông này gọi là sông gì hả chú? Sông Dầm Cỏ hả? Dạ dạ. Wow, chú đem ếch lên bán rồi của chú anh chị. À, em nhớ rồi, ở đây con sông này là sông Dầm Cỏ ở Đông. Bên Tây Ninh á, thì có Dàm Cỏ Tây. Ở đây là buổi sáng mình thấy rất là nhiều những cái bầy chim. Nhiều lúc những cái bầy chim lớn lắm cô chú anh chị. Nó đi ăn buổi sớm á, tại ở đây vùng đất gần có nhiều cái khu bảo tồn á, cho nên là chim từ trong khu bảo tồn sáng ngày nó đi ăn. Bây giờ em sẽ tranh thủ đi lên chợ quay cái cảnh cuộc sống của bà con ở trên chợ nha. Mùa này thì chợ nhiều cá đồng lắm. Giờ này là vừa hơn 6 giờ cô chú anh chị. Đem lên bán lẻ hay là cân nè chú? Dạ. Nay được mấy ký rồi chú? 2-3 ký gì ha. Wow. Bây giờ mình sẽ đi lên chợ nha cô chú anh chị. Đây, ở đây từ khuya là bà con cân cá với lại là lên cá xe tải để chở đi thành phố cô chú anh chị. Ở đây là phía sau của chợ ha. Bây giờ em vô quay cái khu chợ cá bà con bán chầm hẩm cho cô chú anh chị xem trước. Dạ, đây là con đường Nguyễn Văn Linh, hướng này là mình đi về thị trấn Kiến Tường. Rồi hướng này là mình đi về thị xã Kiến Tường, về Mộc Hóa nè, hoặc là hướng đi về Sài Gòn, hoặc là đi về chợ Tân Hưng. Còn hướng này là, còn hướng này là hướng đi về sang vùng đất Campuchia nè. Bây giờ em sẽ đi vô chợ nha. Ở đây chợ bà con bán cũng nhiều rắn lắm, cho nên là em sẽ chia sẻ một số hình ảnh ở khu vực chợ rắn rồi khu vực chợ cá nữa. Bây giờ mình sẽ đi vô khu chợ cá trước nha cô chú. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đi vòng qua đây. Chợ này thì mặt trước ở đây là bà con bán rắn nè. Chút xíu nữa thì mình đi vô cái khu chợ rắn. Rắn chuột là phía trước này cô chú anh chị, nhiều lắm. Bây giờ em sẽ vô kiếm chỗ gửi xe trước nha. Ở đây là cái khu mà bà con bán cá đồng, ngồi chầm hẩm rất là vui luôn. Quá cá luôn nè cô chú anh chị. Kiếm chỗ đậu xe.
Ở bên đây thì giải của mấy cô bán rau, bán chùm hổm nè. Chợ này được cái bà con ngồi chùm hổm đông vui lắm. Và đồng quá cô chú anh chị. Như chỗ đậu xe ở bên đây nè. Qua wow, ông trời giờ ông chuyển mưa rồi nè cô chú anh chị. Mây đen luôn rồi. Và mà em sẽ đi qua cái khu bà con bán cá trước nha. Chị bán số không? Dạ. Chúc em lại quay. Ở bên đây là bà con bán rau nè, rau cải. Hả? Chào mấy cô. Dạ. Thì bán rau nè. Bán rau. Dạ. Chợ nay như sửa lại đẹp hết mấy cô. Rồi người ta cũng có cho mình ngồi ở đây không? Đuổi, 7 giờ đuổi. 7 giờ đuổi hả? Dạ. 7 giờ đuổi quay đến đây mà. À. Dạ. Con ở Tiền Giang. Dạ. Con quay ở đây cũng mấy lần rồi. Dạ. Dạ để con quay cá trước đi. Tiền Giang ở chỗ nào? Con ở cây lại á cô. Ở chợ nè. Dạ không có gần chợ. Chợ gạo. Vậy hả? Cô ở chợ gạo. Cô về đây ở luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn mấy cô nha. Đó. Đây. Ở đây mấy cô ngồi chằm hãm cái khu chợ rau nè. Rất là đông vui luôn. Nhìn dễ thương ghê. Mấy cô ngồi đây là chút xíu là sẽ giờ vô trong. Tới 7 giờ là phải giờ vô. Đó. Đó, rau. À, ở đây cô có bán cua đồng nè. Cho con quay con cua cái nha cô. Dạ, cua đồng nè cô chú anh chị. Đó. Bên này là rau lá, đọt xài hay gì đó cô? Và đọt xài non. Dạ, đây là bông điên điển. Mùa nước nổi cua nhiều. Cảm ơn con nha. Để em tranh thủ qua khu chợ cá để chúc bà con chạy hết. Ở đây có tép nữa nè. Dạ. Chào chị. Dạ. Nay chợ bán đồ cá quá trời luôn. Đây có khô nè cô chú anh chị. Đó. Khu chợ cá bên đây nè. Đó. Bên đây bán cá. Đây cá rô nè. Đó. À, bên đây thì mấy cô cũng bán rau. Để em đi lại cái khu chợ cá này trước. Dạ. Qua wow, đây bán cá quá trời của chú anh chị. Ở trong đây cũng khu nhà lồng bán cá trong đây nè. Qua wow, chị làm cá rô. Em quay cá xíu nha anh chị. Dạ. Ở đây là cá trê vàng đồng của chú anh chị. Đó. Bên đây là cá mè dinh, ủa cá dảnh, cá thiểu. Đó. Có cá rô ếch nữa kìa.
Và bên đây có ếch với cá đồng. Con xin quay cá nghe nha cô. Dạ, ở đây cá chốt. Dạ, cá chốt, cá rô biển nè, cá sặc, cá thắt lát. Đó. Bên đây là ếch đồng nè cô chú anh chị. Dạ. Ếch đồng bự bự không à? Ồ cá lóc quên chưa. Mua đó nha. Dạ. Mua không biết sao nấu luôn. Dạ, bên đây là cá rô nè cô chú anh chị. Dạ. Ô cá lóc của ai nó chạy kìa. Thôi, tay đang rửa tay rồi. Đây là cô chú anh chị. Cá lóc nè, quá trời cá lóc luôn. Cá lóc, ếch, cá rô, cá chốt, bên đây mấy chị làm sẵn luôn rồi nè. Đó. Cá giò bự. Chị bán đại đi, em đâu có quay người đâu. Dạ. Mặt mày đẹp mà đưa lên cái giò nè cô chú anh chị. Con heo mà đâu đưa lên được. Wow, bên đây chị bán cua cũng cá nữa nè. Đó. Đây có cái mầm cá rô quá trời ngon luôn cô chú. Đây, cá rô đồng nha. Mùa này là cá rô giăng lưới hả chị? Cá giăng lưới nè, quá ngon luôn. Ủa nhiều quá nhiều luôn. Ê, nước đâu có sẵn cho mày xài mày. Ngon quá. Như cá như vậy là mình bán được nhiêu ký hả chị? Dạ, lựa thì đó, 8 ngàn, 2 ngàn nha. Dạ, dạ, lựa là 8-90 ngàn ký. Đây cá thiểu cũng nhiều nè cô chú anh chị. Em nói cá thiểu cũng nhiều nữa nè. Ở đây bà con ngồi bán cá vui. Mà bây giờ em thấy trời sắp mưa rồi. Chút xíu nữa 7 giờ là mình dọn hả? Dạ. 7 giờ là phải vô nhà lồng hết. Dạ. Bên đây có cua đồng nè cô chú anh chị. Nguyên một thao cua luôn. Mùa nước là ở đây bà con làm nghề đặt lợp cua nè, rồi đậu vớn nó cũng có cua nữa. Yeah. Em cảm ơn nha chị. Bên đây có cá nhóc luôn nè. Cá lóc nè cô chú anh chị. Ủa cá trê. Đó. Ếch nè. À. Cá này cá tươi trắng đó hả cô? Dạ, tươi trắng. Dạ. 4 gram. Tươi trắng có cá rô nữa chị. Có mua thêm không chị? Em còn mấy con đây nè chị. Bên đây là cô có mấy cá chốt, cá sặc. Ở đây chắc mấy cô làm nhà quá hả? Dạ. Dạ. Ai cũng có cá rô nhiều quá cô chú anh chị. Một cá rô. Dạ. Tới cuối nước cá rô cũng còn nha chị. Còn ha. Dạ. Nước cá rô còn. Dạ. À, quá trời cá rô luôn. Cái mầm nào em quá thì đã luôn. Cá lưới rồi đặt xà di rồi cửa ngục. Đây, tép đồng. Nguyên một mâm tép đồng luôn. Cái này tép đủ vớn nè. Ở bên Vĩnh Hưng này tép nhiều chứ mấy chợ bên kia chưa có tép. Cá linh nữa nè. Bên đây cá linh nó còn non ha anh trai? Dạ. Ở bên mấy vùng kia cá nó già rồi. Ở đây em thấy cá còn non nè. Cá này nước cũng mới lên đây à. Dạ.
như mình làm rồi vậy là mình bán được nhiêu ký ha? 80 ngàn. Dạ. Bên An Giang cá làm mắm được luôn rồi. Cá bởi bệnh nó nước đầu tiên. Dạ. Bên lên sao là cá nhỏ ha. Ừ. Dạ. Đồng đồng nước nó lên sao. Dạ. Mà ở bển này chưa có tép đâu. Ở đây tép quá trời nè. Dạ. Tép này mình bán được giá không anh? 100 mấy ký ha. Dạ. Nhìn cái mâm tép này của chú anh chị quá là đã luôn. Em cảm ơn nha. Này, bên đây thì có cá rô bự nè cô chú anh chị. Cá rô này chắc cá rô lựa quá. Đó. Bên đây thì có cá chạch, hình như có con cá kết hay gì nè. Cá kết là cá tràng vậy chị? Cá kết, cá tràng luôn. Dạ. Còn cá kết với cá tràng, cá chạch nữa, cá chạch bự bự không ạ? Bên đây có cá sặc nè, cá sặc giấy. Ồ, có hai con cá cóc nữa kìa. Wow, cá cóc bự của chú anh chị. Đây, bông điên điển. Bữa nay hầu như chợ thấy ai cũng có cá nhiều hết. Chào cô. Cá đây mình đặt cửa ngọc hay đặt giớn hả cô? Dạ. Giớn ha, giớn nhà đó hả cô? Dạ. Dạ. Cá trê, cá lóc rồi cô chú. Và bên đây cá rô rồi cá chốt nữa kìa. Và thấy cái mâm cá chốt nè. Cá chốt đây nó màu sậm. Có cá bảy trầu nữa kìa. Và đây chợ còn sớm á, cho nên là bà con chưa có đi nhiều. Trước 7 giờ thì bà con ngồi bán chầm hãm ở đây nè, còn sau 7 giờ là phải dời vô bên trong nhà lầu. Ở đây bán cá là mấy cô làm sẵn đâu hết. Dạ. Cho bà con về đợi khỏi mần ha. Dạ, mần vậy người ta mới mua cá nhỏ. Dạ. Mà mần vậy rồi mình có tính tiền thêm không cô? Dạ. Không hả? Bán mấy chục ngàn ký. Dạ. Cá nhà hả? Cá nhà hả chị? Cá nhà. Dạ. Hay cá sặc nè, rồi cá chốt làm sẵn nè của chú anh chị. Cá đi cưng, cá một ký đi. Cô bên đây thì có cá rô cũng ngon nữa nè. Văn lưới 4 phân hả cô? Dạ. Và lưới cá rô 4 phân nè cô chú. Con cá ở đây nó màu sậm ha, nó vàng đậm. Cá cỡ này là mình bán được nhiêu ký hả cô? Dạ. Cá cỡ này là 100 ngàn hoặc là 90, tùy theo loại lớn nhỏ. Đây cô mặn mấy con cá rô to to không nè. Đây cá mè dinh của cá dảnh. Dạ. Dạ. Cá dảnh này văng lưới hả cô? Cá văng lưới ha. Dạ. Dạ. 30 ngàn ký. Dạ. Cô bên đây thì có cái thao tép nè. Tép mình đổ dấn nhà hay gì hả cô? Dạ, dấn nhà luôn hả cô? Và cái thao tép nè. Ở nhà mình đặt dấn nhiều không cô? Dạ. Cảm ơn cô nha.
Mấy cô nói cô này ngồi giống như ở nhà. Ngồi rất là thoải mái luôn mấy cô. Dạ. Ê, còn sớm quá bà con chưa đi chợ. Dạ. Dạ, qua mua không biết sao em nấu nữa. Đó, bên đây bà con cũng có bán cá rồi nữa nè. Bên đây cô cũng có cá thiểu, cá rô. Bên đây cá ngập lưới phải không cô? Dạ, cho con quay cái nha cô. Mình đặt vớn nó bị ngập ha. Dạ. Mà ngập con cá bự không à. Ở bên đây mình đặt vớn cá linh chạy nhiều không cô? Dạ. Này ít cá linh ha. Dạ, con quay giới thiệu chợ cho bà con coi. Chợ cá đâu á, mùa nước nổi. Dạ, bên YouTube á cô. Cô chạy cá thiểu nhiều ha. Cá linh là mình cân cho lái hay sao cô? Cảm ơn cô nha. Để em đi ra cái khu chợ rau của chú anh chị, chút mình vòng qua lại cái khu bà con bán chuột dây gắn bên đây nè. Đây nhiều chuột lắm. Tép mùa này ở đây cũng mới bắt đầu có, cho nên là giá nó cũng còn cao của chú anh chị, khoảng hơn 100 ngàn một ký. Ở trong đây thì bà con bán cũng bán cá nè. Đó. Bên đây là bán vịt. Dạ. Dạ, chú em đi vô. Bên đây là bán gà vịt. Đó. Có vịt xiêm nữa nè. Đó. Bên đây mấy cô bán khô nhiều nè. À. Chào cô. Cho con quay giới thiệu khô xíu nha cô. Quay khô đi. Dạ. Này là khô đồng hết trơn ha cô. Dạ. Này cá lóc cái này cá chốt. Này là khô cá chốt. Dạ. Giống sắp dĩ á. Wow. Sắp dĩ thì nhìn giống cái bánh quá ha. Như khô vậy là mình bán nhiêu ký á cô, khô cá chốt nè. 250. Bên đây khô cá lóc kiến. Cá lóc kiến chị sẽ sắp mỏng. Wow, nhìn ngon quá. Hình như dạ, cái này khô cá sặc đồng nè. Bên đây cá chê. Này cá chê. Dạ. Cá lóc. Bên đây là khô cá lóc đồng nè. Lóc đồng luôn hả con? Dạ, bên đây thì cá lóc nuôi nè. Dạ. Chỉ có bên đây là cá đồng. Hình như năm rồi con cũng có quay gặp cô. Ê, ngoài Hà Nội gãy mua luôn mà chị đâu có biết. Dạ cô cho cô không kêu con của cô gửi. À, con chị cũng biết mà gửi đi xa nó không dám. Dạ cô mà mình gửi đi xa là mình đóng cái bọc hút chân không á. Xong mấy cô bỏ thùng mót là cô gửi được à. Dạ thì mà gửi ra ngoài là người ta giao tiền cho cái người giao hàng á. Hay hoặc là còn mấy cô kêu người ta chuyển khoản trước. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là vậy là bây giờ ai muốn mua là lại đây gặp cô thôi chứ cũng khó giao thì khó ha. Dạ. Dạ. Vậy nay cô đọc số điện thoại nữa đi để cho bà con có mua gọi cho cô. Dạ. 0366 268 720. Dạ.
Rồi cô chú anh chị nào mà muốn mua khô thì gọi cho cô nha. Vậy là mấy lần trước cô cũng có bán được gần gần đây không? Dạ. Gửi về cái lẫy ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô. À, cô bán khô rất là ngon rồi chú anh chị. Khô cá đồng quanh năm luôn. Đây có mấy chú mấy anh bữa sáng uống cà phê nè. Bây giờ bên đây em sẽ vòng qua cái khu bên ngoài bên đây trước ha. Một chút xíu nữa mình đi vô nhà lòng. Đó. Mấy cô bên đây thì bán cá lai gai. Dạ. Dạ. Mua cá con không nấu được. Tại vì nhà con xa. Dạ. Rồi. Quá đời đẹp gái luôn rồi. Quá. Đứng đàng hoàng cho anh mấy mày chung ai. Tao thấy lại bên trong ngoài luôn thấy chưa? Dạ. Ở đây cá là mình làm nhà không đó cô? Dạ, sau đây có con cá linh bự không nè? Bự không nó mua đi chú ơi. Dạ. Cảm ơn mấy cô. Cái mặt tiền của chợ Bầu Sậy là nằm ở phía trước nè cô chú anh chị. Nằm ra phía trước á. Thì em tranh thủ quay cái khu chợ cá trước. Cho nên là sẽ đi từ phía sau. Đó, bên đây cá mè Vinh nè. Thì cá ba sa. Dạ. Chợ này cá nhiều hả chị? Nói chung là chợ này cũng xa đó cho nên mỗi năm em đi một lần. Bên đây có bông súng, bông điên điển nè cô chú anh chị. Đó. Bông, cô bán bông súng cơm. Rồi có me nữa nè. Dạ. Cái này là hẹ nước nè phải không cô? Hẹ nước. Ở Long An mình là đặc sản đó. Cái này đẹp. Dạ, với bông điên điển. Nhưng mà hẹ nước là đặc sản của Long An có nhiều lắm. Dạ. Bên kia thì có khô cá sặc bỏi. Em bé đi chợ bán luôn. Dạ. Em bé bán khóm hả? Cậu bé bán khóm. Rồi, hello con, bye bye. Đó. Cô có bán cà na nữa kìa cô chú anh chị. Đó. Wow, nguyên cái gỗ bông điên điển luôn nè. Dạ, cho con quay cái nha cô. Đây. Này, bông điên điển mà nó nở ra nhìn cái màu rất là đẹp luôn nè. Bên kia thì rau cù nèo hay rau tây tượng gì kìa, chỉ rau muống đồng. Cảm ơn nha cô. Dạ. Chợ giờ này rất là đông luôn nè cô chú anh chị. Hôm nay người ta cũng mới sửa cái chợ xong nhìn thấy sạch sẽ. Bên đây thì mấy cô bán rau. Dạ bây giờ em sẽ đi vô bên trong cái khu chợ cá bên trong nhà lòng nè cô chú. Bên đây là giải bán thịt heo nè. Đó. Còn khu chợ cá trong nhà lòng này ở đây nè. Đó. Bên đây nghe bà con nói bán cá nhiều lắm. Dạ. Đó.
ở đây thì mấy cô bán chả cá nè. Wow. Ở đây bán cá đồng. Hello, đây bán cá đồng. Cho anh xin hả, mới qua sáng. Cho anh xin quay cá nha. Đây cá rô đồng. Ôi, em bán cá rô lựa không hay gì vậy? À, quả thì cá luôn nè cô chú anh chị. Giờ này chưa đem cá ra đủ phải không? Dạ nhiều mới có nhiều anh, cái sáng quá. À, buổi chiều mới nhiều. Wow. Cá chốt nữa nè cô chú anh chị. Đó. Wow, thấy rồi, thấy tép rồi. Thấy cái mâm cá rô này đã quá. Wow, bự ha. Ồ, con này bự nè. Như mấy con bự cái vậy là mình bán được nhiêu một ký? Dạ, 130, 140. Dạ, 130, 140 một ký. Quá đã luôn. Ngon quá ha. Ôi ôi kìa. Quá. Ừ, mà bú luôn. Cái này người ta giăng lưới cái gì ha? Dạ, giăng lưới. À. Mùa này chưa có cá kết nha. Cá kết chiều mới có. Chiều mới có ha. Ngộ quá. Hình như là chợ buổi chiều cũng đông nữa phải không? Chợ chiều đang nhiều hơn. À. Rồi, anh cảm ơn. Để bữa nào quay chợ chiều một bữa. Ok. Bữa đây tép nè, tép bự bự không cô chú anh chị. À. Rồi, anh cảm ơn nha. Ở trong đây bà con bán cá cũng nhiều nữa nè cô chú anh chị. Bên đây thì cô bán cá mè dinh nè. Đó. Bán trong đây chỉ có cái giường ngồi đã quá nè. Bên đây cũng cá rô luôn nè cô chú anh chị. Cá rô đồng. Cá bên đây có bự bự không nè cô chú. Quá mê luôn. Cái này mình cân loại, mình lựa loại bự mình cân đúng không hả chị? Dạ. Quá đã luôn. Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Bên đây cá thiểu nè cô chú anh chị. Đó. Đấy, bên đây cũng cá rô. Đó. Bên đây có cá rô nè, rồi cá sát nè. Đó. Dạ, không quay cá xíu nha cô. Dạ. Bên đây cá cóc nè cô chú anh chị, cá sông. Cá này chắc người ta giăng lớn quá. Cá này là cá tra nè. Bên đây là cá cóc, hai con, ba con cá cóc, bốn con cá cóc luôn. Cá gì mà ngon quá. Đây cá rô. Cá rô đồng. Và nguyên gỗ cá rô luôn. Cái này mình chưa lựa nè ha. Chưa lựa. Dạ. Của nhà hay là mình mua lại chị? Mua lại của nhà cũng có luôn. Dạ. Nhà mình cũng có đặt giớn luôn ha. Giăng lưới. Dạ, giăng lưới. Rồi, em cảm ơn nha. Bên đây là cá tràng. Cá tràng. Dạ. Bên đây cá lóc, cá trê. Rắn luôn. Dạ. Ồ, con rắn này rắn gì vậy? Rắn gì cá, rắn với lươn. Này chắc nó bị đặt giớn nó ngợp hay sao nè. Dạ. Giớn bên đây chạy rắn hay chưa? Cái này là rắn. À. Nhiều khi người ta đi soi nữa. Dạ. Như ở trước bán rắn nhiều. Dạ. Dạ. Để chút xíu lại đặng.
Buổi chiều là chợ này bán cá nhiều hơn buổi sáng nữa cô chú anh chị. Và buổi chiều cá ngon hơn. Đây, dãy bên đây bà con bán cá cũng nhiều nữa nè. Nguyên một dãy bán cá. Ở bên trong thì nó hơi tối chút xíu. Và chị đã xách con cá bự quá. Rồi, bên đây là lươn, cá rô, cá lóc. Em xin quay cá xíu nha anh. Dạ. Đây. Cá rô nè cô chú. Quay người lên để cho bà con biết ủng hộ. Biết con nào bán cá ngon người ta lại. Em thấy ai cũng đẹp mà. Dạ. Bên đây cá quá thì đã luôn nè cô chú chị. Ở đây chị chưa lựa ra nữa nè. Dạ chưa lựa. Dạ. Mới đem ra luôn. Dạ. Quá ngon luôn. Rồi. Cá dẹp, cá đặc vật lứ. Vật lứ hoặc đổ cửa ngột đồ ha, lộn xộn. Cá rô ngọt đây chứ cũng ngon lắm á cô chú anh chị. Dạ, cá vật lứ ngon. Dạ. Cá lóc, cá trê. Này cá rô chứ bự bự không nè. Bên đây thì có cá chạch với cá chốt. Đó. Dạ. Cá lồng tông tép. Cái mầm cà rô nè. Quá đã luôn. Ở bên trong bán cá cũng nhiều hơn ngoài nữa ha. Dạ. Thấy mấy cái mầm cá hấp dẫn. Chị mặn cá nãy giờ chưa xong ha. Nhiều khi phải mặn cá cho nó đẹp. Tiến ơi. Một bịch đá. Cho chị làm vậy. Đây, chị lựa ra một hồi là nguyên cái mâm cá rất là ngon luôn nè cô chú anh chị. Cá rô ngọt nha. Nhiều bà con cũng thích ăn cá rô ngọt lắm. Dãy bên đây thì bán thịt nè. Đây tép đồng nữa nè cô chú anh chị. Đó. Bên kia thì có cá linh còn sống. Cá linh ở đây thì còn non. Đây. Ở đây em thấy có cá khoai với cá chạch nè. Đây là cá chạch còn sống nè, cá chạch cá tràng. Còn bên đây là cá khoai. Bên đây bà con bán cá bè hay sao nè cô chú. Cá mè dinh. Đó. Quá nhiều cá luôn. À, bên đây cá lóc, cá điêu hồng. Bên đây cá rô. Chợ hôm nay cá nhiều á anh chị. Mùa này cá nhiều. Dạ. Nhưng mà mùa nước thì cá đồng nhiều phải không anh? Dạ. Đây cá linh kìa cô chú anh chị. Cá linh ở đây nó còn non.
và ở đây có cá kết nè, cá kết với cá rô biển. Đây thì cô có cá chốt, cá mè dinh. Cá này mình giăng lưới cái gì cô? Giăng lưới không? Dạ. Mấy tay lưới là nhiều quá à? Của nhà luôn hả cô? Dạ, cá chốt làm sẵn cái này cô chú. Ngon quá. Cảm ơn con nha. Bên đây cá lóc, cá trê đồng. Wow. Cá trê vàng. Đó. Ừ. Bên đây là bán rau. Bên ngoài bây giờ trời sắp chuyển mưa rồi cô chú anh chị. Vậy bên đây bà con đi chợ mua thịt heo cũng đông nữa nè. Giờ là 7 giờ cho nên là bà con sẽ trả lại cái mặt bằng, cái con đường ở đây. Đó, giờ bà con dọn chạy vô nè cô chú anh chị. Giờ này ai cũng chạy vô hết. Đó. Để em đi vòng qua bên đây khu của bà con bán bánh bên đây nè. Đó, bán bánh với đồ ăn sáng bên đây. Bên đây là bán rau. Đó, mấy cái dãy rau bên đây bà con bán ở phía trước mặt bằng cho nên là che dù chỗ này thì không có dọn. Đây là cái biển hiệu phía sau của chợ Bào Sậy nè. Đó. Đây bà con bán đồ ăn sáng, bán bánh mì. Đó. Rồi. Bên đây thì bán giá nữa. Đi quay nữa rồi. Dạ, lần năm gặp mấy chuyện lần. Hay bánh mì nè. Dạ chưa. Dạ. Ở đây mấy chị bán mặn, bán trái cây. Giờ là tới giờ dọn vô hả mấy chị? Ở trong đây thì bán chè, bán xôi, bán bánh nha. Ông tính tới đây hả chị em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi đấy chị. Dạ. Đây bên đây bán bánh mì nè. Đó. Dạ. Thôi chào mấy chị mấy cô. Dạ. Hai chị cũng bán bánh mì như xưa nè. Đó. Vẫn trẻ như ngày xưa. Dạ, chợ giờ này bán đỡ không mấy chị? Cũng lê gai ha. Dạ. Đây bên đây chị bán chè nè cô chú anh chị, chè trôi nước. Chè này bán sao chị? Dạ 4.000 viên ha. Bán cho em 5 viên đi chị. Dạ. Này mình làm sao nó có cái màu này hả chị? Dạ. Lá dứa, lá dứa. Lá gấc, lá dứa. À trái gấc với lá dứa. Lá cẩm nữa. Dạ. Wow, có cái hộp luôn kìa. Dạ. Bên đây thì xôi nè cô chú anh chị. Này là bắp, bắp hầm hả?
bắp hầm. Bên đây là xôi đậu. Xôi đậu hay gọi là xôi giò, xôi đậu xanh. Bên đây như là xôi bắp nè. Bên đây là xôi gấc. Quá ngon luôn. Năm viên 20 ngàn hả chị? Dạ. À, cảm ơn nha. Đó, dạy ở đây mấy chị bán bánh. Chị bên đây cũng bán bánh nữa nè, bán bánh bán xôi. À. Chào chị. Dạ. Nay còn độc thân không chưa chị? Còn độc thân không? Hết độc thân rồi. Chưa quên chị cũ. Chưa quên. Đấy. Em lâu quá. Đợi em lâu quá em ơi. Dạ. Em hứa chị chờ lâu quá. Rồi, cảm ơn chị. Ở trong đây thì cô bán đồ ăn sáng nè, bán cũng bán xôi nữa. Rồi bún xào. Đó. Dạ. Bán cho cái anh lưu cấp hộp bún. Dạ. Hồi năm rồi cô bán bún cho con nè. Đó. Bên đây cô có bán bánh tiêu nữa nè. Ở đây mình đi thẳng ra đằng trước á, là cái mặt tiền ở đằng trước cô chú anh chị. Ở đây một số quầy người ta bán tạp hóa nè, rồi quần áo. Đó. Bên đây có cô bán bánh xèo nè, phải không cô? Dạ. Dạ. Đó. Cô để lại xin quay cô đổ bánh xèo coi. Chào cô, cho con xin quay bánh xèo một cái nha cô. Rồi, đi tự nhiên đi con. Dạ. Đó. Con éo quá con ơi. Dạ. Bán gì đâu mà riêng có 12 hộp bánh xèo mà tan chợ còn 15 hộp con. Vậy hả? Ừ. Trời. Ê ghê lắm. 12 hộp. 12 hộp. Tan chợ còn 15. Tan chợ còn 15. Trời ơi, để lâu nó đẻ ra hả? Đẻ ra 3 hộp. Trời. Mà chợ này là chợ nước đá, nắng lên cái tan người ta mất tiêu trời. Chợ nước đá hả? Chợ nước đá con. Rồi. Nắng lên tan, vụ gì mà chợ nước đá. Nắng lên tan mà. Chợ bày xạo. Đó hai. Nói né cái bày xạo đi. Cũng nói vô rồi, chợ bày xạo nữa. Dạ. Bày xạo là bào sậy đó. Dạ, bày xạo là bào sậy. À. Mình dạ. Nói đại rồi con ơi, chợ có bà Tư bán bánh xèo. Dạ. Bao nữa. Chợ nước đá hôm nay mới nghe biết chợ nước đá luôn. Chợ nước đá nắng lên tan rồi con ơi. Dạ. Khổ vậy á. Để lâu lâu mình mới được lên trang bìa mà. Dạ, để quay cô. Phải nuôi chứ. Quay cô đổi một cái xèo luôn. Dạ. Dạ. Ông Kim có đây mà. Ông Kim có đây không? YouTube con. Dạ đúng rồi. Ông Kim có đây à? Dạ, YouTube ông Kim đó đây. Ừ, đúng rồi. Trời ơi. Cái gì nữa nó cũng phải có đây. Thời gian rồi cái wow. Gì. Ngon quá, đẹp quá nè. Thế giới đó đây ạ. À? Làm như thế giới di động. Đó. Cô biết ca luôn hả? Khó đâu con ơi, mày cứ đứng nghe mấy người đó con. Thơ làm biết bác sĩ gì đó. Làm bài thơ tặng khán giả đi cô. Làm bài thơ tặng con ơi. Dạ. Như đây là ban cố ủy cho thôi. Làm bài thơ tặng em trai đây. Dạ. Không biết đâu. Không biết. Dạ. Lao nữa làm nhỏ bác sĩ đâu không giờ à. Nguyên cái chợ ở đây sớm lại chọc cô nè. Dạ. Chọc quá chọc quá. Cảm ơn cô nghe. Cảm ơn dạ. Con. Chúc con đi về quay nhiều được nhiều may mắn nghe. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ. Cô bên đây bán bánh bánh bò nước cốt hả? À. Dạ. Bánh bò nước cốt. Đó. Bánh bò bánh chuối. Dạ. Đó. Bên đây cô có chiên bánh khọt nữa nè. Đó.
Đây. Để một chút con quay lại ăn bánh xèo. Ngồi có chỗ ngồi ăn phải không cô? À rồi, để con quay xong đi con lại. Dạ. Làm bài thơ bánh xèo đi cô. Dạ. Dạ. À. Vậy là mốt thành chợ nhà thơ luôn quá. Trưa trưa mới giữ phải không? Dạ. Ở đây mấy chị rất là vui. Giờ em sẽ đi vòng qua bên cái khu chợ bán chuột với gắn nha cô chú anh chị. Wow, bên đây bán cá ở mặt tiền bên ngoài nè cô chú anh chị. Cái khu mà mấy cô ngồi chầm hỏm á, bây giờ là mấy cô trả lại hiện trường rồi nè. Giờ em đảo qua đằng trước lại cái khu bán chuột với khu gắn. Ở đây là người ta bán chuột gắn nè, đó, nhiều gắn. Qua wow, gắn bự bự không nè cô chú anh chị. Đó. Bên đây là một dãy mà bà con bán gắn nè. Đó. Ở đây là cái khu bờ kè ở bờ sông hồi sáng em quay nè. Đó. Những cửa hàng bà con bán chuột, lươn, gắn các loại, rồi có khô nữa. Wow. Ở đây là bán chuột quanh năm luôn cô chú anh chị. Chuột nè. Đó. Bên kia thì có bán khô cá đồng. Đó. Đây. Ở bên trong cũng khô nữa kìa. Đó. Chị em xin quay giới thiệu xíu nha chị. Dạ. Bên đây cũng khô cá chốt nè, khô cá chập nè cô chú anh chị. Đó. Khô cá chập nữa nè. Khô cá tràng, cá lóc, đầy đủ nhiều các loại khô. Bên đây chị bán các loại gắn nè. Ồ, bên đây là gắn gắn nước. Wow. Có thôi đừng đừng. Nhìn thấy rồi. Wow. Gắn nước thì nó gì nè. Chứ nó không có bự nữa đâu. Ồ, chị gắn kiều luôn là nhỏ. Dạ. Wow. Chỉ có gắn khác là nó mới bự thôi. Rồi, mùa này không có gắn bự nhiều hả chị? Dạ. Bên đây là con gắn hổ dạ nè cô chú anh chị. Đó, bên đây là gắn gáo. Đó. Bên đây là gắn hổ hành nè. Đó. Quá dữ luôn. Mấy con gắn hổ dạ bên đây nhìn ngầu lắm. Đó. Cái gắn xưa là con gắn đó xưa xưa bự nè. Con ngựa. Gắn ngựa đó. Ủa gắn xưa là gắn gì vậy chú? Lâm thừa. À lâm thừa hả? Hổ ngựa. Đây hổ ngựa nè. Hổ ngựa nè, bự này tính 200 thôi nè.
xe xưa bự này tính 300. Ừ. Này tính 300 ký thôi nè. Ừ. Xe xưa á quên cũng ngựa 200. Ừ. Lại xe xưa nó 300, lại xe xưa giờ nó xuất khẩu cho nên là bắt 300 rẻ. Giờ giữa ngựa bắt ngựa thì tính 250. Gắn lông thừa. Anh bắt cái nào như thế nào? Xài xưa. Anh này với cái này hả? Hai thứ luôn hả? Ừ. Và bắt mấy ký? 3 ký. 3 ký nữa này nữa kia ha. Ừ. Anh ơi. Để coi chị bắt gắn. Đang quay đường cấp hả? Dạ. Tụi mày quay đường chúng tao đang thu trái phim này đó. Ủa mày quay đấy, nãy giờ mày không nói. Dạ. Lên số tao đi không nổi. Lên làm trắng lại cho. Mày quay người này là vàng, nổi người đẹp nè. Trời ơi, đẹp lắm mà. Lên làm trắng lại cho. Quá trời ơi, quá đẹp luôn. Con này chắc 3 ký quá. Quá trời ơi, quá đẹp luôn. Con này chắc 3 ký quá. Không không cái này chăm, cái này chăm được. Chút nữa mới chăm. Trăm được. Rồi em cảm ơn nha chị. Vừa bán khô rồi bán rắn, bán chuột, chiên cò rắn đít có hết. Dạ. Ở đây là chợ nổi tiếng của miền Tây luôn á. Bên đây thì bán gà nè. Đó. Nói chung ở đây là nhiều quầy bán khô lắm nè cô chú anh chị. Rồi bên đây có chuột nữa nè, rắn nữa nè, cũng nhiều quầy bán rắn lắm. Đó. Đây chuột đồng nữa nè. Và nhìn đi, bên đây chỗ nữa phải không anh? À, bên đây chỗ. Hai chỗ nha. Wow. Đây là của Phong Thi. Dạ. Đó. Có số điện thoại luôn nè cô chú anh chị. À, mình mua thì có thể liên hệ số điện thoại nha. Đó. Khô gắn chuột. Này mình gửi đi được không quá không anh? Gửi đi được em. Dạ. Số điện thoại đó. Dạ, em quay rồi. Bên đây là gắn hổ hành nè. Đó. Wow. Wow. Hôm nay thì không có thấy mấy con rắn lớn như lúc trước. Đây rắn hổ hành bự này của chú anh chị. Wow. Này rắn hổ hành loại lớn. Gắn hổ hành bự. Wow, nhìn ảnh cầm gắn nè cô chú anh chị. Thấy ngầu ghê không? Quá ngầu luôn. Gắn gì ạ? Trời hả? Wow. Ô nó đáy gì vậy? Ui. Đúng bọc hả vậy? Đúng bọc luôn rồi. Wow. Bỏ đây căng từ từ. Đây trắng. Bỏ. Không được luôn.
Dạ kênh ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Dạ. Quá đẹp. Gắn lên chắc hơn nữa, gần ký quá. Cả ký quá. 8 gram. Đó, ảnh mua gắn lại của người dân để bán. Ở đây mấy chị là bắt gắn là không có sợ. Qua rồi. Gắn không hành. Ôi ôi. Quá dữ luôn. Gắn mà chị bình thường đó đi. Nửa kg mà. Gián này của bà con đi sôi á, xong mới mang ra giao cho mấy cô mấy chị ở đây. Có chuột nữa kìa. Cá ngon dữ trời. 70 ngàn ký hả chị? Ừ, 70 ngàn ký em nè, cá này ngon. Ủa chị mới đem ra hay vậy? Mới đem ra. À. Ông xã chị mới cô đem ra tới nè. Dạ. Dạ. Wow, khá ngon dữ trời. Mua quá nhiều. Đúng rồi. Ngon dữ trời. Của nhà ha, mình mua lại đi chị. Mua lại nha. Dạ. 70 ngàn là lựa luôn á hả? Ờ, 70 ngàn lựa. Cho chị này lựa luôn á hả? Ừ. Quá ngon rồi chị. Rẻ, giá rẻ chị. Chị bán giá mềm. Dạ. Quá rồi đã. Cái này ngon sao chị không lấy? Nó sợ động sống. Sợ dạ. Động sống nè. À. Mang về đây chơi đi cá ăn. Vậy chị sao chị trở về? Bỏ vô thùng. Thùng nè, tính nhiều nhà lắm. Bỏ thùng. Thùng, cái thùng can đó hả? Ừ. Thùng can mình đó em. Dạ. Chắc để sống hết rồi. Chết rồi, nhiều lắm rồi. Này chắc 3 kg rồi cha ơi. Nhiều thì nhiều. Dạ, bây giờ là khoảng gần 9 giờ rồi cô chú anh chị. Trời bây giờ mưa lâm râm rồi. Ở đây là phía trước của chợ Vĩnh Hưng nè, của chợ Bào Sậy. Đây là mấy cái khu bà con bán đồ ăn sáng. Đó. Em chạy ra phía trước quay cho cô chú xem hình ảnh phía trước. Ở đây là con đường cách mạng tháng 8 nè cô chú. Hướng này là mình đi lại chợ Vĩnh Hưng. Ở thị trấn Vĩnh Hưng nhưng mà có hai ngôi chợ, đó là chợ Vĩnh Hưng và chợ Bào Sậy. Chợ Vĩnh Hưng này đằng này mình đi khoảng chưa được cây số. Chợ Vĩnh Hưng là bên đó người ta còn bán không có còn bán rau thịt cá nữa, mà tất cả rau thịt cá đã dồn về chợ Bào Sậy ở đây. Và bên chợ Vĩnh Hưng là người ta bán các cái loại thiết bị đánh bắt cá như là lưới nè, rồi lờ, lợp và các cái đồ dùng của gia đình. Đó, đây là chợ Bào Sậy phía trước. Đường cách mạng tháng 8 thì mình đi đằng kia là đường cùng rồi. Tại vì khu vực ở đây là cái khu dân cư. Đó, nó bao bọc xung quanh thôi. Đây là phía trước của chợ Bào Sậy nè. Đó. Ở đây có chỗ mấy bà con bán đồ ăn sáng nè, bánh mì, đó, cháo, trái cây.
đây có cái ngân hàng Sacombank. Rồi em vòng ra trở lại ở sau đây. Bây giờ đi quay một số cái tuyến đường ở đây cho cô chú anh chị và các bạn xem. Giờ mưa 5 găm mà cô chú anh chị. Ở đây ngay chỗ này có một cái cây cầu nè cô chú anh chị. Cây cầu ở đây năm rồi, mấy năm trước em đi qua cầu này để đi về Tân Hưng Long An nè. Với lại bên chợ Tân Hưng mình đi qua bên đây là qua cầu này để đi qua chợ Bào Sảy. Đó. Nhưng mà giờ đây người ta đang xây dựng cây cầu mới, người ta tháo dỡ rồi nè. Đó. Tháo dỡ rồi cho nên là đằng đây người ta có bắt cái cây cầu tạm để mình đi qua thay thế. Ở chợ Bào Sảy với lại thị trấn Vĩnh Hưng nè, em nghe bà con nói mấy bữa nay trời mưa á, nước nó cũng ngập gần tới đầu gối luôn á, nhiều khi nó thoát nước không kịp. Còn cái hướng này là con đường Nguyễn Văn Linh lúc sáng em nói nè, đường này mình đi thẳng về thị xã Kiến Tường, đi về Mộc Hóa Long An, đi về Sài Gòn. Còn đi về chợ Tân Hưng, thị trấn Tân Hưng của Long An là mình đi qua cây cầu tạm này nè cô chú anh chị. Đó, cầu tạm ở đây người ta bắt nè, cho mình đi tạm. Giờ trời mưa cũng lai gai rồi nè. Ở đây cái đoạn đường này là một cái con đường nằm trên cao và con đường nằm bên dưới. Nằm trên cao là vừa làm lộ mà vừa làm đê, đê bao luôn. Tại vì hồi đó ở đây những năm lũ lớn á, là nó sẽ ngập nhà cửa người dân. Cho nên là ở vùng Tân Hưng, Long An, Vĩnh Hưng đồ người ta sẽ làm những cái đê bao như nè. Bao những cái khu thị trấn á cô chú anh chị. Còn ở đây là phía trước của chợ Vĩnh Hưng. À, đó. Bây giờ là bên đây là chỉ bán quần áo, rồi giày, dép, các cái loại phương tiện đánh bắt cá như là lưới, là lợp. Đó. Còn rau củ quả thịt cá là đã dồn về chung với chợ Bào Sảy rồi. Khu vực ở đây còn được gọi là khu vực chợ của vùng biên giới Việt Nam giáp với Campuchia đó cô chú. Ở đây bà con có thể đi qua Campuchia bằng cửa khẩu Long Khốt. Đó. Đây em quay ở đây một số hình ảnh chợ Vĩnh Hưng ở đây cho cô chú gần xa xem. Có ai từng ở đây và xa quê hương thì xem cho đỡ nhớ quê nha. Hai dải, dải bên đây đó, bà con bán lưới là lợp rồi nè. Đó. Bên đây bán lưới, lưới đồ câu luôn là lợp. Đây là mặt sau của chợ Vĩnh Hưng. Đó, đi vòng qua đây là đường Cách Mạng Tháng 8. Đó, ở đây mình đi thẳng luôn là khoảng chừng hơn 500m là tới chợ Bào Sảy đó cô chú. Rồi em chạy vòng một
cái nữa là mình sẽ đi kết thúc video nha. Đó, đây nhà lòng chợ Vĩnh Hưng, đây, mặt tiền. Bên đây có cửa hàng trang trí nội thất lớn quá nè. Giải bên đây thì bán quần áo, giải, giày, dép. Trời cũng nắng nhưng mà mưa vẫn mưa lâm râm. Đây là đường qua xã Thạnh Trị, đoạn đường này là đoạn đường tỉnh 830. Mình đi hướng ngược lại là đi về chợ Bà Sậy á, cô chú anh chị. Từ đây cách chợ Bà Sậy là khoảng 1 cây số. Ở đây có cái con đường thẳng đi qua sang Campuchia luôn nè. Mình sang cái cầu này là để đi hướng về sang Campuchia đó cô chú. Từ đây mà sang Campuchia cũng khoảng chừng 10 mấy cây số à. Ở đây là cầu Lò Gạch. Cầu Lò Gạch này thì được bắc qua cái con sông Dàm Cỏ Đông. Sông Dàm Cỏ Đông nè cô chú anh chị. Ở bên dưới đây là người dân người ta là sống bằng... người ta có dựa lục bình á, để cắt lục bình để phơi khô rồi đương mấy cái vỏ cái túi á. Sông Dòng Cỏ Đông hướng này là chạy thẳng về Long An nè, đi vòng qua thị xã Kiến Tường đi về Long An của Tân An luôn, Tân An của Long An đó. Bên đây là một cái cánh đồng nước nổi nè cô chú anh chị. Bên dưới đây em thấy có người dân đang cắt lục bình kìa. Dạ rồi, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của em ngày hôm nay khi về thăm lại chợ Bà Sậy thuộc thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An nha. Cô chú anh chị và các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, một bình luận và một lượt đăng ký nha. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.